Shop House Zai Gate Nhà Bè nằm trong khu đô thị Zai Gate City Nhà Bè, thuộc phân khu Zai River Country One, thuộc tính thương mại vừa ở vừa kinh doanh, nên đây là một sản phẩm shop house rất là hút khách hàng trên thị trường. Căn shop house nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ nên rất là thuận lợi cho việc mua bán kinh doanh sản phẩm và làm văn phòng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một shop house với diện tích là 7 x 18, tổng diện tích là 126 m², xây dựng gồm 1 trệt, 3 lầu và áp mái. Với căn shop house này thì được hoàn thiện bên ngoài, bên trong giao thô, nên quý anh chị có thể tự decor theo ý riêng của mình về cái kế hoạch kinh doanh và những cái tầng trên dùng để ở. Đường trước nhà của căn shop house là đường Nguyễn Hữu Thọ với chiều rộng là 60 m, và kèm theo đó là chủ đầu tư mở thêm một con đường 12 m. Vỉa hè khá rộng rãi nên rất là thuận tiện cho việc xe di chuyển qua lại và dừng xe để mua sắm. Hướng của căn shop house là hướng đông. Mỗi căn shop house được thiết kế và bố trí hợp lý, tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và những cộng đồng dân cư đẳng cấp. Tương lai đây sẽ là một cái trung tâm thương mại sầm uất nhất của dự án Zai Gate Nhà Bè nói riêng và toàn bộ Nhà Bè nói chung. Đây là một mẫu thiết kế chuẩn với rất là nhiều công năng, đáp ứng được nhu cầu kinh doanh đa ngành nghề. Bên cạnh đó, thiết kế được xây dựng bởi những thương hiệu nổi tiếng như đơn vị xây dựng Hòa Bình, phần móng Đông Dương, mặt bằng tổng thể rất là bắt mắt và kiến trúc cảnh quan là của ông anh ông đến từ Singapore. Thiết kế hạ tầng thì rất đồng bộ và bắt mắt. Căn shop house thuộc dự án 350 ha của tập đoàn GS Hàn Quốc, được biết đến là chủ đầu tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam, như là tuyến metro số 1 nè, Phạm Văn Đồng, cầu Vàm Cống, đồng bằng sông Cửu Long, cầu Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc, cầu Quý Cao, Hải Phòng, thiết kế cảnh quan Laguna Lanco Resort Huế, và gần đây nhất thì GS đang triển khai và mở bán Zai River Thủ Thiêm thuộc quận 2. Quý anh chị được hưởng free những tiện ích tại dự án shop house Zai Gate Nhà Bè, như với 3 club house đầy đặc quyền dành cho riêng quý cư dân sống tại nơi đây, với không gian sống sang trọng rộng rãi, chuỗi cà phê coffee, sân tennis, phòng tập gym, hồ bơi sang trọng và có ngay một hầm rượu dưới đất. Công viên giác quan kết nối tất cả mọi giác quan 4 mùa tại nơi đây. Với 3 công viên bí mật ẩn mình giữa những tán cây xanh thẳm, công viên ánh sáng huyền ảo lung linh sẽ tô thêm vẻ đẹp của khu dân cư Zai Gate vào ban đêm. Công viên hoang dã mang đến cho quý cư dân không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Pocket gia đình, khái niệm mang đến 4 mùa khởi sắc, xuân hạ thu đông, luân chuyển trạng thái quy luật theo tự nhiên và có 4 loại hoa nở theo mùa khác nhau. Đây sẽ là một cái điểm đến độc đáo tại khu đô thị Zai Gate Nhà Bè, hay là còn gọi là dự án GS Metro City. Dự án GS Metro City Nhà Bè là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản đang được rất là nhiều khách hàng quan tâm và khách hàng mong đợi, là một khu đô thị cỡ lớn tầm cỡ về phía Nam, được đầu tư phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ GS với quy mô rộng lớn lên đến 350 ha, chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững, tiện sử dụng, đáp ứng được nhu cầu số đông đại chúng, hứa hẹn sẽ là một khu đô thị lớn nhất khu Nam Sài Gòn khi hoàn thành. Đây là khu đô thị hội tụ tất cả những cư dân ưu tú, cộng đồng văn minh, thân thiện, năng động, không khí trong lành, thư thái hòa mình cùng thiên nhiên, đảm bảo an ninh tuyệt đối, tạo nên một bức tranh cuộc sống sung túc, đầy đủ, bình yên và hạnh phúc. Hãy cùng với chúng tôi tận hưởng những khởi đầu tuyệt vời, là những cư dân đầu tiên của cuộc sống mới tại GS Nhà Bè. Bất động sản mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý anh chị là bất động sản đang cần bán, do gia chủ kẹt tiền nên cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin xin hãy inbox ngay cho Phước Sửu, hoặc quý anh chị cần ký gửi thông tin về chuyển nhượng dự án GS Nhà Bè, hãy gửi thông tin ngay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.
Thank you.